sáng uống ly nước cam, ăn một tô bánh canh, và bây giờ là ăn một bịch cái gì đây, bánh tráng, và bắt đầu là đạp dịch. Khỏe dẻo dai. Con gì kìa ba? Con lâu con vui kìa. Mệt chưa? Ai con đừng có đạp vô lại. Con sẽ kê, con sẽ cua. Đúng rồi. Ba chỉ làm nhiệm vụ quay phim thôi, còn nhiệm vụ quân sức là đạp. Giờ đạp tới nè. Đó. Bước chân đều đều. Đoàn quân Việt Nam đi. Ông thiệt người ta luôn rồi, ông thiệt nè. Vô đi. Ờ, ông thuyền ra luôn rồi. Mạnh lên. Phải đi.